Chào các bạn, hôm nay Pháp Sư sẽ dẫn các bạn tham quan một dòng shop áo thế vũ.com nha. Vừa vào shop các bạn sẽ thấy những gấu bông rất là cute for my wear luôn. Tiếp theo là bộ sưu tập áo của team nè, rất là nhiều mẫu cho các bạn lựa luôn. Hai mẫu nón biệt đội gangster và gia đình xanh cũng đang rất là hot đó nha. Còn những cái hiệu hiệu cool ngầu này nữa, các bạn thấy sao nè. Các bạn cũng đừng quên những chiếc ly sứ đáng yêu này nha. Tất cả chỉ có trên shop áo thế vũ.com, các bạn nhớ ủng hộ team Pháp Sư nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ở tập trước, khi chứng kiến chú hề Pennywise lần lượt bắt cóc trẻ con ở khu vui chơi, thì San đã kết hợp với Chara để ra tay trừng trị chú hề. Cuối cùng hắn cũng đã bị bắt và giao cho ông bán cá. Hình phạt hắn nhận được là bị giam cầm ngoài hoang đảo mãi mãi. Còn San đã có được sức mạnh mà mình mong muốn. Ngay lập tức, San liền tìm Error San để tính sổ. San đen khá bất ngờ với sức mạnh mới của San trắng. Sau khi đánh nhau một ngày trời bất phân thắng bại, thì cả hai đã cùng tắm nắng ở bãi biển đợi ngày tái đấu. Trong khi đó, em gái của Chara là Fritz đã bị một quái nhân bí ẩn bắt cóc. Hắn bắt để làm gì? Và đó là ai? Mời các bạn xem tiếp tập 5 này nhé. Tập 5, Khổng lồ sư, Chara và Gaster khát máu. Xong chưa Fritz? Nhỏ này, nhờ nướng mấy cục thịt mà cũng lâu nữa. Đói bụng rồi nè. Ủa? Đâu rồi ta? Fritz ơi, em đâu rồi? Fritz, Fritz ơi Fritz. Cái thằng cha bán cá này, nghĩ sao? Hòn đảo nhỏ xíu này mà đã giam được mình à. Thật là tức cười. Giờ nhảy vô bờ, bơi vô là xong. Ê, cá mập, cá mập, bơi người ta. Ôi trời đất ơi, đây cá mập thiệt. Cha bán cá này ác thiệt chứ. Giờ tính sao giờ? Giờ ngồi đây chờ thời thôi, chứ biết sao giờ. Quỷ cá mập đáng ghét. Tự nhiên đang nướng thịt rồi bị bắt, xui thiệt chứ. Ông là ai? Sao dám bắt tôi? Chị tôi mà tới là ông tiêu đời đó. Mau thả tôi ra. Ủa? Đâu mất tiêu rồi? Giờ nằm đây chờ chị Chara tới cứu thôi. Biết sao giờ? Tìm cả ngày trời rồi mà cũng không thấy đâu nữa. Không biết đi đâu rồi. Đó giờ nó có đi lâu vậy đâu ta? Hay là nó có chuyện gì rồi ta? Ủa? Ai sao giống mình San vậy ta? Ê! San lùn! San lùn! Ê! Đứng lại nó nghe này nè! San! San! San lùn! San lùn! Hả? Ê! Đứng lại! Chara! Trời ơi! San. Chắc chắn là tìm mình đòi nợ rồi! Tính sao giờ ta? Mua bông này tặng Crush! Có thành công không anh? Không! Hả? San lùn! Kì vậy? Ê! Ủa? Đứng lại nó. Ủa, tiếng nghe ai? Nè! Ê! Crush kìa! San lùn! Chara! Pháp sư nè! Em đi đâu vậy? Đại pháp sư với. Mình phải đi đường tắt mới được. Chạy theo vậy, biết chuyện nào mới tới. Thấy pháp sư thông minh không? Ê, chiếc xe biết kia, đứng lại cho cha ra coi. Mày mà không đứng lại một cái chết cha mày chưa. Ê, cha ra. Pháp sư nè. Chạy đâu vậy? Không xong rồi, phải tìm chỗ núp thôi. Ê, chú thỏ ơi, chú thỏ, chú cho con núp đây miếng nha. Mày muốn làm gì mày làm mày ơi. Dạ dạ, cảm ơn chú. Hi hi, tới đây là bà không tìm ra mình được đâu. An toàn rồi đó. Hi hi. Ê, sao lộn? Hả? Trời ơi, đứng dần dần như ma vậy. Ê, cho hỏi cái nè. Hỏi con khỉ á, đòi nợ chứ hỏi gì. Tôi trả trước à. Hi, mấy bạn nhìn xanh giống Naruto không? Hi. Xanh tới đích rồi nè. Còn lâu bà mới tới được đây. Tới đâu? Hả? Trời đất ơi, hú hồn. Trời ơi, tha tôi đi mà. Tiền từ từ tôi trả cho. Nó nghe nè, tôi tới đây không phải đòi nợ. Trời ơi, chui xuống lỗ tôi trốn nè. Ê, lỗ cam nè, lỗ xanh nè, lỗ xanh lét xanh lè nè. Ui,
Naruto nữa nè. Sảnh chạy trên con rồng luôn nè mấy bạn. Hay ghê không? Thoát rồi. Ê, chui đây núp được nè. Bà kia, mấy bạn đừng nói nha. Im. Chắc bà không biết đâu. Hình quá, bỗng thấy thiệt. Chạy thôi. Đến bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ. Ấy, dáng ai mà trông quen quá vậy ta? Gái tơ khát máu, ông tới đây cứu tôi đi. Trời ơi, đây tôi mệt lắm rồi. Tôi có muốn đâu, tại quỷ hàng xanh với con cha gà nó cản đường tôi kìa. Nó còn bắt tôi giao ở bán cá nữa. Cứu. Đâu rồi ta? Tự nhiên cái mất tiêu luôn. Ê, Chara, pháp sư nè. Gì nữa? Đi đâu nãy giờ tìm muốn chết luôn á. Đúng lúc lắm, cho hỏi cái này nè. Gì? Thấy Fritz đâu không? Ủa? Reed với Chara là một, giờ hỏi Reed đâu là sao? Thì lâu lâu nó tách ra đi chơi hoài à, tìm cả ngày nay rồi mà không có thấy. Ha, kỳ vậy ta. Có nào đi học chưa về không? Thôi vô đây tìm thử coi. Trời, đây người ta tan học hết trơn rồi, tìm gì? Trời, biết đâu được. Nhiều khi Reed tụ tập bạn bè còn chơi bởi đây á. Nó không thấy học sinh còn đây quá trời nè. Cũng đúng. Vô tìm. Reed ơi, Chara tới kiếm nè em. Có đây không? Trời, mất tiêu trơn rồi. Không có hết trơn á. Reed ơi. Ê, nghe nói đây nhiều zombie lắm á. Cẩn thận nha. Trời, nghĩ sao pháp sư mà sợ zombie hả? Ê, nó kìa. Đúng lúc lắm. Ê, thằng zombie mập, nó nghe không mày? Dám xuất hiện trước mặt pháp sư hả? Gặp pháp sư mà không chào hỏi một tí hả mày? Rồi xong. Để nói rồi mà không nghe. Hi, giờ quê quá sao giờ ta? Ê cha ga, trời hôm nay đẹp quá ha. Mà mốt bớt tỏ vẻ nha. Tại căng lén chứ bộ. Ê mà nói nghe nè, lần cuối Chara gặp Reed là ở đâu vậy? Thì ở sau nhà á, kêu đi nướng thịt xong cái mất tiêu luôn. Mà kiếm ở đó kỹ chưa? Rồi. Hay mình quay lại kiếm có manh mối gì nữa không? Đi. Nè, nãy nói nướng thịt ở đây nè, ngủ dậy cái mất tiêu luôn. Sao kỳ vậy ta? À hay là Chara dành ăn thịt với Reed, xong rồi Reed buồn, Reed bỏ đi luôn, đúng không? Xàm nè. Giỡn thôi mà đánh đau quá à. Ê, con đi khóc của ai vậy? Hướng này nè, lại coi sao. Đáng sợ, đừng có bắt con mà. Bé ơi, bé, sao em khóc vậy? Nín đi nói chị nghe nè. Đừng có bắt con. Bình tĩnh đi nói chị nghe nè, chị giải quyết cho. Dạ, hồi nãy á, em đang chạy vòng vòng chơi vậy nè, rồi em thấy chị áo hồng cầm cây xiên que chạy vô bụi cây á. Em tính lại em xin ăn cái tự nhiên. Má, chú mà, chú đừng có bắt con mà, con sợ lắm. Con không muốn mì ăn thịt giống chị đó đâu. Ủa, nó mất tiêu rồi. Mà sợ quá đi. Thôi, em nín đi. Dạ, nín rồi. Có pháp sư bà Chaga ở đây, em đừng sợ con ma não trơn á. Mà với miêu tả như vậy, pháp sư chắc chắn đó là Gator khắc máu rồi. Mà không biết bắt Reed về làm chi vậy ta? Trời cũng tối rồi, nhà em ở đâu? Pháp sư dẫn về cho nè. Dạ, đi theo em. Ủa, pháp sư biết đường không mà đi trước vậy? Ha quên, em đi trước đi. Ủa bé Nhi ơi, em có lộn không? Sao đi nãy giờ không tới nhà em vậy? Dạ, sắp tới rồi. Sắp tới kỳ vậy? Ở đây toàn cây cối không à, có thấy nhà cửa ở đâu? Dạ, nhà em nè. Hả? Đâu? Dạ, đây nè. Hả? Nhà em á hả? Dạ.
Trời, em vẫn vui dễ sợ. Thôi tối rồi, bất giỡn đi. Dạ em thiệt mà. Ảo ma quá dạ. Trời đất ơi. Má. Trời, hèn chi ông khát máu không bắt nó, tên nó là ma mà. Ôi mà không được, mình là pháp sư, thấy ma mà chạy, thiên hạ coi mình cái gì nữa. Bé Nhi ơi, pháp sư nói nghe nè, em phải đi đầu thai đi, ở đây hù người ta là không được, là xấu lắm nghe Nhi, nghe không? Dạ, em nghe rồi. À, trời ơi, cứu pháp sư với, ma. Ma cỏ gì đây? Trời ơi, bé Nhi, nó là ma đó. Thôi đi ông ơi, con ta dễ thương gì mà ma gì. Trời ơi, thiệt đó, nãy nó lại cái mộ, nó nói là nhà của nó, gọi chung vô nằm nữa. Trời ơi, không tin. Thôi, rảnh quá, phụ tôi đi cứu Fritz nè. Trời ơi, tức quá mà, nó thiệt mà không ai tin trơn á. Ê, cha ra, đợi ông sư với. Bây giờ San phải đi câu cá, để bán cá lấy tiền trả nợ cho cha ra á. Ơi, tới rồi nè, nghe nói ở đây nhiều cá hiếm lắm á. Nào là cá voi, cá heo, cá mập, tùm lum luôn. San đã câu thật nhiều, để có tiền trả nợ nè. Cá ơi, lên ăn nè. Hey, bóng bóng bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà San. Hình như cái tiếng này là San. Ê San, cứu tôi với, tôi đây nè. Ê San, 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 San. Ý Benny White, ủa tôi bị giam ngoài quan đảo rồi chứ, sao đứng lên cục đá này ta. Ê, nó nghe nè, bớt lắc được không, chóng mặt quá hà. Ok. Ờ vậy đi cho khỏe. San tới đây cứu tôi hả? Đâu có, tôi tới đây câu cá hả? Trời ơi, cứu tôi đi San ơi. Tôi ở đây mấy ngày rồi, không có đi đâu được hết. Nói bụng quá à. Nghĩ sao hả? Cái này gần bờ không chết. Ông muốn thì ông bơi vô đi, nói tôi làm chi. Trời ơi, không có đi được thiệt mà. Không tin tôi nhảy xuống cho coi nè. Hãy. Hả? Nó, ấy gì chị trời ơi. Nó lại nó kìa. Làm sao tôi bơi vào bờ đây? Nhảy xuống là nó lại à. Ôi đây có cá mập thiệt kìa. Ê để tôi xuống được câu cái. Hey, căng câu đi cá mập. Trời đất ơi, bó tay San này luôn. Để San nói nghe nè. Hả? Giờ tôi nói cho ông một bí mật, ông hãy cứu tôi nha. Bí mật gì vậy? Ông gác tờ khắc máu đã bắt Reed rồi. Hả? Đang giam cầm Reed ở khu nhà hoang đó. Không được rồi, phải cứu Reed thôi. San, ủa không cứu tôi hả? Quay, ê bắt dạy. Ê, ủa giờ đi đâu vậy cha ga? Đi tìm nữ hoàng thông tin nè. Ủa tìm bà làm chi? Bà nãy gì bà cũng biết hết trơn á. Đúng rồi đó. Ủa thiệt hả, bà gì cũng biết hả? Ê ê bà cho hỏi cái, có phải là tôi sẽ nghèo suốt đời không đó hả? Đúng rồi đó. Trời đất ơi, có phải là cha ga không yêu tôi là do tôi xấu trai không hả? Đúng luôn rồi đó. Hả? Ác vậy? Có phải là không dám nè? Chết mày rồi đó. Hỏi sao? Cô cho con hỏi, cô thấy em gái con đâu không? Thấy. Ở đâu vậy cô? Bên trái đi thẳng. Ê, để em sư lấy xe chở em đi nè. Đây nè, tới rồi nè. Chính là ngôi nhà ma này nè. Rồi giờ cửa khóa rồi sao vô? Trời, chị nhỏ, nhìn pháp sư nè. Hey, đó, lên liền, lên liền. Biết bị nhốt đây hả ta? Thôi vô đi, vô đi. Hỏi ông cụ này xem sao. Ông ơi ông, ông có thấy bé áo hồng nào ở đây không vậy? Không có. Hả? Vậy ông có thấy thằng nào khả nghi vòng vòng đây không? Có. Hôm gầy có thằng áo đỏ chạy vòng vòng sau nhà. Ông biết nó làm gì dưới. Hả? Áo đỏ hả? Chắc chắn là Gaster khắc máu rồi. Chờ ra cẩn thận nha. Tiếng gì vậy? Hey. Hả? Gaster khát máu. Cuối cùng ngươi cũng đã xuất hiện. Mau thả em gái ta ra, nếu không ngươi sẽ không yên với ta đâu. Ê, hey, hắn chạy đâu mất tiêu rồi. Mau tìm hắn mau lên. Chắc chắn là xung quanh đâu đây thôi. Lại để cho hắn chạy trước mặt mình. Cha ra yên tâm đi, chắc chắn pháp sư sẽ tìm ra hắn mà. Hắn mà ra đây sẽ chết với pháp sư. Ê, nó kìa. Quay, thả Reed ra mau. Úi da. Ngươi được lắm.
Còn cười nữa hả? Sam! Dám đánh lén ta hả? Cười nè. Em gái ta đang ở đâu? Tại sao ngươi lại dám đánh cờ rết của ta vậy hả? Khổng lồ sư. Ê, ngủ hả mày? Quay, đánh nhau ra mày. Xem sức mạnh của khổng lồ sư này. Hey, hey you. Đụng ai không đụng. Dám đụng cờ rết của ta. Ướm xanh hiếu chiến. Nữa nè. Tôi cho ông cơ hội cuối để thả em gái của Chara ra. Nếu không hắn đâu rồi? Người hãy xem sức mạnh của khổng lồ sư. Đuổi rồi thần trưởng. Bướm xanh khói mù. Ủa, đang đánh sao lại chạy? Phải chạy chứ, khổng lồ sư cũng không phải đối thủ của hắn đâu. Giờ tìm bệnh viện, chở cho ra tới đó chị thương trước cái đã.